anh được ngã lưng lên một chiếc sofa để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ, để anh được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời. Xin chào anh chị và chào mừng anh chị trở lại với channel của Bất Động Sản Tham Khảo Sau. Thì nếu anh chị nào đang tìm kiếm một sản phẩm bán cắt lỗ giá thị thực nằm khu vực trung tâm đấy, mặt tiền đường lớn, cụ thể là mặt tiền quốc lộ 56, thì hôm nay Dũng lên cho anh chị một lô đất cực kỳ đẹp và đang bán lỗ khá là sâu. Lô đất này tọa lạc ngay tại vị trí mà Dũng đang đứng đây, đó thuộc trung tâm của xã Bảo Trinh, và từ vị trí này mà đi về khu ủy ban và trường học nó chỉ có 300m ngay chị. Bên này thì mình sẽ đi về trung tâm thị trấn Cải Cao, nó chỉ có 2km thôi anh chị. Từ vị trí này đi biển Vũng Tàu này, đi Hồ Tràm này, đi Long Hải này, nó chưa tới 30km đấy. Thì lô đất nó như thế nào thì xin mời anh chị cùng dõi theo nhé. Đây là mặt tiền của lô đất nha anh chị. Đấy, thì ranh giới là từ cái cọc này cho tới mép bờ tường bên kia đó, và kéo dài ra đằng sau 45m. Lô đất này có sẵn 60m2 thổ cư anh chị, 60m2 thổ cư rồi. Và trước thời điểm mua là 7 tỷ 8 rồi, nhưng mà bây giờ đang bán giá chưa tới 6 tỷ, chưa tới 6 tỷ anh chị ạ. Đấy, thì anh chị nào đang có nhu cầu và tìm kiếm những cái sản phẩm mà giá thì được này, nằm trung tâm này, đất thổ cư này, mặt tiền đường lớn này, có quy hoạch tương lai rất là tốt, rất là tiềm năng, thì anh chị gọi ngay cho Dũng qua số điện thoại 0908 741 668